Hôm nay có làm gì không? Không, hôm nay không làm gì đâu. Làm gì đi hộ anh đào cái ao. Đào ao? Ở đâu? Ao ở đâu? Anh thuê. À, ở dưới đáy hộ nữa. Bây giờ em mới dậy, em làm chưa chăn gà chăn gì. Anh cứ đi làm trước đi, tí nữa em làm gì xong em xuống hộ nhé. Đi xuống nhé. Ừ. Anh đi nhé. Ừ, đi trước đi, tí em xuống nhé. Thank you.
thôi đúng rồi. Thôi đến nhỉ? Ừ. Đây à, nằm đây à? Nó nằm ở đây thôi. Để đồ trên đấy. Rộng thế nhỉ? Ừ. Để đồ trên đấy đi. Ừ, để đây. Ô, em có mang cái gì về xúc đâu? Nó dùng cái cây này. Cái này á? Ô, để em hộ. Lấy cái này ra. Ui, to đấy nhỉ. Em chọc cho anh Phúc nhé. Nơi bên này to thật đấy. Cậu em nhổ cái này đi. Nhấc lên, nhấc nhổ lên thế này. Đấy, cái này để anh cậy cái này lên. Đào ránh này làm gì đấy? Đào đây anh đổ bê tông ấy. Anh xây xây ao thả cá. Ôi cái này làm ao thích nhỉ, nó rộng nhiều nước thế kia nữa. Nào thả nhiều nhiều cho em ăn đấy nhá. Ê cái này để làm gì đấy? Thế để căng dây cho thẳng đấy. À, đào thẳng cái này à? Ừ, ừ.
Ui, rắn anh ơi. Cái gì đấy, cái gì đấy? Rắn. Ui, sợ lắm. Đi ra. Ui, trời ơi. Được rồi anh. Này, lấy cái này đuổi nó đi. Vào một tí anh.
Đây, chui đầu vào đây này mới ấy được, mới thẳng được. Tí nữa. Chui. Em đang xem nó thẳng hay chưa. Tí nữa. Ra ngoài một tí nó thẳng. Nói mà em làm nhanh ấy nhỉ. Đấy, em làm nhanh mới xong sớm. Thì đâu mới xong. Xem của anh hết bao nhiêu tiền. Tiền gì? Tiền em hộ anh này. Anh kê này. À, em phải hộ anh không thôi. Anh lấy. Ngồi vào đây này. Đây sợ đó. Em à? Không lấy được đâu, ngồi đây. Đây em đi chứ. Ngồi đi. Đấy, đấy. Ủa, không lấy được đâu. Nay trời râm nhỉ, hôm nào nắng lên làm nắng lắm. Thế hôm nào anh mới sấy? Mấy hôm. Mấy hôm á. Hôm nào sấy bảo em nhé. Cái tiền nó còn bằng này em có lấy không? Không, em không lấy tiền đâu. Em về giả công anh còn chưa được ấy. Anh lên hộ em làm lều mấy, làm nhà, sửa nhà mấy ngày. Không lấy đâu. Anh làm thế, em không lấy đâu. Thế anh đến hộ em làm nhà em có cái gì cho anh đâu. Thế hôm nào anh ấy cho thêm nhá. Rồi hôm nào xây về thì em lại ấy. Em hộ anh không thôi. Em kêu vậy thôi, em đi hộ không ấy. Anh đi hộ em nhiều lắm. Cắt đi. Anh cắt cho đấy, cắt. Em không lấy đâu, cắt đi. Cắt đi, em không lấy tiền đâu, em không lấy của anh đâu. Đi cắt đi. Ôi. Cái gì? Cắt đi, em không lấy đâu. Thôi em đi về đây nhé. Em về nhé. Anh về luôn không? Không, có anh không? Cái gì? Đây, lấy cái này. Cái gì? Không, em không lấy đâu, tiền em không lấy đâu. Em về đây, em về nhé. Em về đây. Cái này em ra. Ô. Cái đấy em cầm à? Ồ, em nhầm. Em không lấy đâu. Không, em không lấy. Em về đây. Em về đây. Thế anh cảm ơn nhé. Không lấy thôi, hộ mình. Thôi, tí là kìa. Rồi. Rồi nhé. Nào xây lại bảo em nhé. Em về đây.